Theo con gái là đàn ông phải ăn to nói lớn mới mạnh mẽ và cái kết. Lily, nếu là người đàn ông thì con thích người ta ăn to nói lớn hay là nói chuyện nhẹ nhàng? Thì phải ăn to nói lớn thôi, đàn ông mà. Có nhất thiết phải ăn to nói lớn không? Đương nhiên, đàn ông mạnh mẽ đấy. Theo con nghĩ bố có đủ mạnh mẽ không? Không. Yêu đuổi em bố, nhìn hai à? Mạnh và tiềm năng kinh doanh của tao. Trong tư điển dạy cái từ cơ bản cho đến thành công à, chúng ta phải biết là tiềm năng của TikTok là rất là lớn. TikTok cung cấp cho chúng ta nhiều cơ hội để phát triển mình. Chị con này kết quả là được ngon hơn rất là nhiều nếu chúng ta bị đầu tư xứng đáng, hiểu không? Bố ăn to lớn chính là đàn ông mạnh mẽ. Tạm biệt ạ. Tạm biệt. Đó chính là một cái nền tảng tuyệt vời cho người kinh doanh. Chúng ta có thể kinh doanh được nhanh hơn. Có điều không? Đây. Đến một đời khởi nghiệp thì chúng ta nên sử dụng nền tảng gì? TikTok. Đúng không? Chịu. Chịu gì mà chịu. Con thấy đủ mạnh mẽ chưa?